bây giờ là mình sẽ đi cái màu số 37 from chest này, ok? Mình sẽ đi cái màu số 37. Màu số 37 ha, màu số 37 của Chanel Powder. Đây là cái màu orange ha. Màu rất là dễ thương nè. So this color so cute. À, Christine sẽ show up cho mọi người thấy cái màu nó dễ thương ha. Hi Sunny. Màu của Chanel nha. Mình sẽ đi cái primer first trước nha. Hi, hi Uyên Hoàng. Ok, bye em. Ha, màu 21 hả? Hai kim chừng có hả? Hello, hi. Hi Kim Vi. À, màu làm mệt không hả? À, làm hơi mệt nha. Nhưng mà đây là con khách cuối của Christine nha. Con khách cuối trong ngày. Con khách cuối trong ngày nha. Có không? Màu 21. A dí thỉnh kiếm trong này con có không? Màu số 21 có, nếu mà có trong xanh màu thì sẽ có nha. À, bây giờ là mình sẽ đi cái màu 20, màu số 37, 37 màu orange đây ha. Màu rất là ngọt nè. Đó, Christine sẽ làm cho mọi người thấy ha, cái màu nó dễ đi cỡ nào ha. Đó, nó sẽ ra như vậy nè. Mình sẽ đi từ từ và cho vào cái điều cổ của mình ha. Có không? Có dục không? Có không? Màu rất là dễ làm nha. Màu bột rất là dẻo nè. Màu đẹp lắm. Đó, mình sẽ clean cuticle ha. À, màu 21 là màu gì vậy? Màu của Chanel đúng không? Cho con coi thử coi. Đây là ba dí. Bye bye bye. Hai lửa bố, hai ca, hai Ngọc Lan. Màu vàng hả? Màu vàng hả? Ok, mọi người đợi chụp Christine chút xíu nha. Tại vì để lộn nắp á, để lộn cái nắp nha. Màu của Chanel á, màu số 19. À, dí kiếm cái màu nắp đổi lại giùm con đi. À, you want it or tin? Yes, you want it, it right? Ok, người khách muốn dài, sau đó là Christine sẽ cho thêm một chút xíu ha. À, để cho nó đủ dày cho người khách nha. Mình sẽ clean cuticle cho nó sạch nè. Từ từ. Đó, màu đẹp quá. Hi Erica, hi Ngọc Lan, hi Brenda. Hi em Lộc. Đó, đây là màu số 37 nha. Màu số 37 nằm trong 50 màu của Chanel. Mm.
màu đẹp không? 2K gì Nguyễn? Đây Alice, hai Kim Yến, hai em trai, hai chị Tường Vi, hai Brenda. Đúng rồi, cái màu này màu số 37 nha. Màu đẹp lắm. Lát nữa là Christine sẽ show up cho mọi người thấy cái màu số 21. À, màu số 21 màu vàng rất là đẹp. Đây ha. Đó, kế bên đây là kế bên là nghề của Christine đang làm nha. Màu số 21. Đây là cái màu số 21 nè. Nó cho mọi người thấy luôn. Đây ha, đây là cái màu vàng, màu số 21 rất là ngọt luôn ha. Là cái người khách kế bên là Christine đang dùng. Những cái màu này nhìn tươi thôi nhưng mà rất là đẹp. Hai Sylvia, hai Nguyễn Trương, hai Jessica, hai Annie, hai Tâm Trinh. Bây giờ là mình sẽ lấy. Mình sẽ đi từ từ ha. Và vừa tới cuticle của mình chăm sóc cuticle của mình trước. Sau đó là mình sẽ cho hai bên xuống nha. Mọi người có thấy rõ không? Có thấy rõ không? Có cần Christine chỉnh lại cái camera một chút xíu không? Màu này tươi nhưng mà nó rất là đẹp. Người khách của Christine rất là thích. Mình nhẹ nhàng cắt đi ha. Hai Quang Hồ. Thấy rõ rồi ha. Thank you cả nhà nhé. Đó, mọi người ăn cơm chưa? Về chưa? Bây giờ chỗ Christine là 7:30 nha. 7:30 giờ Cali. Hai Tâm Trinh, hai Tân Hương nha. Thank you. Thank you chị Jessica. Hai Quang Hồ. Mình đi sẽ cố gắng là sẽ không có cho nó bị mất xếp nha. Mình nhẹ nhàng nè, đặt ngay sát cuticle. Sau đó mình nhẹ nhàng đẩy vào nha. Đó, mình sẽ đẩy sát cái cuticle của mình. Nhẹ nhàng nè ha. Sau đó là mình sẽ vuốt hai bên thôi, vừa tới cái cuticle của mình và hai bên của mình. Mình nhẹ nhàng nè, bột dẻo không? Bột rất là dẻo ha. Mình sẽ từ từ cho nó xuống, từ từ cho cái bột của mình nó xuống nè. Đó, cố gắng mình sẽ không có cho nó mất xếp nha. Mình sẽ giữ cho cái xếp của mình. Lát nữa là mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian, không cần vụ nhiều. Đó, cái bột nó đã chín, sau đó mình sẽ vuốt lại ha. Vuốt lại, chăm sóc lại hai bên của mình. Sau đó mình sẽ cắt bột. Khi mà mình cắt bột xong á, cái đầu móng của mình á, nếu mình đẩy mạnh quá thì nó hay bị đùng đúng không? Mình sẽ kéo nhẹ một cái nữa ha. Bây giờ là mình xong này. Katie, hai Vanessa, hai Katie. Mấy giờ tiệm Christine đóng cửa rồi nha. Bây giờ Christine làm con khách cuối. Thank you Brenda nha. Bây giờ tại khắc múi giờ đó. Hi Leo, thank you. Hi Linh Mỹ. Thank you anh Quang Hồ nha. Hi Linh Nguyễn, hi Hồ Long. Mình từ từ. Cái bột của Just Nail dẻo lắm nên là mình làm mình không có sợ nó dính cỏ nha. Đó, mình sẽ từ từ ha, mình đẩy cái cuticle của mình cho sát vào. Đó, sau đó mình sẽ chăm sóc hai bên, không có cho nó dính cái phần da của mình nha. Vì như vậy nữa lát là mình rất là dễ dụ nè.
mình sẽ từ từ thôi, khoan chút nha. Cái phần bột của mình á, nước nó còn ướt lắm. Sau đó mình sẽ vuốt hai bên đúng không? Mình sẽ vuốt hai bên. Khi mà cái bột của mình chín rồi, tới thời điểm mình sẽ vuốt nguyên cái móng luôn, nhẹ nhàng thôi nha, giống như là mình lướt trên cái mặt sóng vậy đó. Đó, Christine không có biết lướt sóng nhưng mà biết lướt bột thôi nè. Không? Cái màu nó rất là đẹp mà rất là dễ đắp cho mọi người nha. Đó, mình sẽ cắt thật là nhẹ nhàng thôi và lấy cái phần bột dư từ từ ra. Sau đó mình sẽ vuốt lại một cái nữa nha. Thấy không? Cái màu của mình đấy đã xong một ngón nè. Khi mà mình đi cái bột mịn nó cố gắng đi không có nó dày ha. Hi Benjamin. Hi Jessica, hi Cường Nguyễn. Hi Blanca. Hai vẫn chưa muộn, hai Duy Nguyễn. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới cả nhà nha. Chúc mừng năm mới Benjamin. Hi Mary, hi Joey. Mình lại gặp nhau nha. Đó, khách của Christine á, thì nó làm đơn giản thôi. Và nó chỉ cần cái màu đẹp là được. Nó không có design hôm nay nha. Nên là Christine không có design. Nên là mình sẽ làm nhanh một chút xíu. Vì khi mà làm cái design thì nó sẽ mất thời gian hơn đúng không? Còn nếu mà mình không có cái design á, thì mình sẽ nhanh, nhanh hơn mỗi ngày. Mình sẽ cho thêm một chút xíu mọng vào ha. Vì nó không có đủ độ dày á, mình sẽ cho nó đủ thêm dày chút xíu nữa. Hai Duy Nguyễn, hai Jennifer, hai Quang Vinh. Mình sẽ kéo nhẹ nè, vuốt thật là nhẹ thôi, vuốt mạnh quá là cái bột của mình đi hết á. Đó, mình sẽ coi cái độ dày của đầu móng mình đều là được ha. Đây ha, cái độ dày nè, mình từng có hai Duy Nguyễn. Hai Katie Nguyễn chưa pha được bột hả? Hai Ánh Nguyễn, hai Thêm Lê. Mình sẽ đi từ từ ha. Đó, Christine xả thả vừa sát cuticle nè. Sau đó mình nhẹ nhàng lấy cái cọ của mình ấn vào cái cọ just nail á, nó vừa có sức mạnh và cái đầu cọ nó mỏng á. Mình đưa vào cái cuticle, khi mà mình đẩy vào cuticle rất là dễ ha. Nhẹ nhàng thôi và vừa sát tới cuticle. Bye. Hai Thêm Lê, hai Nguyễn Văn Hoàng, hai anh, hai Ngọc Hà. Hai ID. Đó, Christine thả vừa sát cuticle nha. Đó, mình sẽ lấy cây cọ của mình nè. Mình vừa sát cuticle thôi. Sau đó là mình lấy cây cọ của mình ấn nhẹ xuống để cho cái cuticle của mình mỏng xuống nè. Sau đó mình chỉ cần vuốt hai bên thôi ha. Vuốt hai bên.
mình sẽ cho cái phần chính giữa thân móng mình rơi tự do nha, để cho nó có cái độ cong một chút xíu. Sau đó là mình, khi mà cái bột của mình dần chín rồi, tới thời điểm mình sẽ vuốt nè, vuốt thật là nhẹ thôi, đừng có vuốt mạnh quá, sẽ đi hết cái phần bột của mình đó. Mình sẽ cắt thật là nhẹ nhàng nha, đừng vội quá là mình sẽ hư hết cái phần bột của mình có nè, nó sẽ bị mất xốp. Hai Nguyễn Thanh, hai Huỳnh. Đối với cái móng ngắn tùy theo cái độ ngắn dài của móng ha, và mình đi cái phần bột cho nó vừa bột dày quá và cũng không có mỏng quá. Quan trọng là cái người khách của mình á, cái bộ nail được last lâu nha. Hai Brenda, hai Kelly Chi, hai Linh Du. Đây mình sẽ cho cái phần bột của mình nó đều lại. Yeah, okay. This one is number 37. Yeah, look like a born orange. Cái màu dễ thương nha. Mình sẽ đi từ từ, mình sẽ vuốt hai bên thôi. Mình sẽ cắt bột nè ha, sau đó và vuốt lại ha. Đây cái bột của mình xong rồi. Hai Lan, anh Nguyễn, hai Jessica, what the bus? You so number 14, okay? Are you the bus number 14? Hai Liz, hai Kay, hai Linh Khôi, hai Nick Nguyễn, hai em, hai Bửng Chưa Muộn. Christine bao nhiêu tuổi hả? Mọi người đoán Christine bao nhiêu tuổi đi. Đoán thử xem Christine bao nhiêu tuổi nha. Mình sẽ đi từ từ và nhẹ nhàng thôi. Cái này thiếu bột rồi, mình sẽ đi cho nó hết nha. Sau đó mình sẽ thêm một lớp bột nữa, một lớp thật là mỏng. Cái này chưa có đủ độ dày nha. Hai Kay Y Võ, hai Brenda. Thank you Linh Anh Khôi. À, cảm ơn cả nhà nhiều lắm nha. À, lớn có mà trẻ cũng có. Thank you cả nhà nhiều. Sẽ thêm một lớp bột để cho cái nail của mình nó đủ độ dày ha. Sau đó mình sẽ cắt bột nè. Ah,
khi mà mình làm bạn á, mình không có tuổi tác, không có thành vấn đề ha. Nên là khi mà mình giao lưu với nhau thì là tuổi tác không có quan trọng. Christine là 34 tuổi nha. À, Christine 34 tuổi rồi. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Hai em Nguyễn Cam, thank you Brenda. Hai Jenny Nguyễn. Mình sẽ từ từ và đừng gấp. Mình sẽ điều khiển được cái bột của mình nha. Đối với cái móng của khách á, giống như cái ngón cái này nó bị lõm á, thì mình sẽ đi cái bột hơi dày chút xíu ngay cái chỗ thân này nha. Vì nó bị lõm xuống á. Hi Kim B, Christine chưa có về nha. Hi Hồ Tí Kiều. Mình sẽ cho thêm một lớp bột vào đây. Ở phần này á, Christine sẽ cho nó hơi dày chút xíu ha. Vì á, cái người khách á, là nó hơi bị lõm kết ở đây nè. Cái phần thân đây. Nên Christine sẽ cho nó hơi dày vào ở đây ha. Để khi làm ra cái phần bột của mình nó không có bị lõm nè. Ngay đây Christine sẽ cho nó hơi dày. Ở đây Christine sẽ vuốt nhẹ thôi. Và xuống tới cái thân móng Christine sẽ cho nó hơi vuốt hơi mạnh chút xíu ha. Bây giờ là nó sẽ ra nó đều hơn nè. Hồi nãy là cái người khách là nó bị lõm đúng không? Bây giờ là nó sẽ ra không có lõm nữa. Hi Kim B, Christine chưa có về nên chưa có được ăn cơm ha. Mình sẽ coi cái đầu móng nó đều ha. Cái độ dày nó đều nhau là được. Hi Bình Hồng. Hi Vi Bình Lâm, năm mới phát tài nha. Chúc Vi Bình năm mới làm ăn phát tài, vạn sự như ý nha. Hi chị Nha Nguyễn. Đúng rồi. Hi Bình Hồng. Hi Khánh Ly. Bây giờ là Christine sẽ clean những cái, clean thật là sạch những cái còn lại. Chưa nha, Christine chưa có về nha. Khi mà xong cái người khách này là Christine sẽ về. Hello, em Nguyễn Cam. Thank you Leo, hi Tony Nhân. Thank you, cả nhà cùng phát tài nha. Christine chúc cả nhà cùng phát tài, ở sự như ý nha. Năm mới nhiều điều sẽ mới hơn. Bây giờ là mình sẽ dụ xếp thôi. Khi đối với cái nail, nếu mà mình đi cái màu á, mình cảm, nếu mà mình thấy ra cái ngoài da nhiều quá là mình sẽ thấy ha. Vì nó là bột màu nên nó sẽ sâu ấp hơn. Còn đối với clear á, nhiều khi á, mình đắp ra da, cái da á, thì mình không có thấy được. Tại vì nó đi chung cái liquid á. Hai anh Tuấn Tạo. Mình sẽ đi nhẹ thôi. Vì cái bột của mình á, khi mà mình đắp đều á, và cái shape của mình nó không có bị mất á, mình sẽ không có tốn thời gian nhiều cho cái phần shape, à, cái phần dụ ha. Đó, Christine sẽ đi stir thôi. Cái mặt móng thì nó mịn rồi ha. Mình chỉ cần dụ sơ thôi. Cái phần hai Ken Nguyễn. Nhưng mà đối với cái móng ngắn này mình không có
tùy theo cái người thích ha. Người cách của Christine thì nó không có muốn cái coffin của nó ngắn quá, nên mình sẽ đi cái giống như hơi like coffin thôi. Giờ là mình sẽ lấy lại ha. Hai Khen Nguyễn, hai chị Hà Trần, hai Huỳnh Anh Tuấn, hai Long Nguyễn. Ok, bây giờ là mình sẽ đi cái đầu móng ha. Vì cái bên kia Christine đi quá nhanh nên là cái tay bên kia chưa có khô nha, nên là Christine sẽ đi cái bên này và lấy xếp trước, dụ trước nha. Sau đó là Christine sẽ quay lại cái bên kia vì bên kia chưa có khô, thời tiết nó lạnh lắm. Và cái xếp Christine bớt được cái thời gian á, nên là nó nhanh quá là cái bên kia nó chưa có khô nữa. Đây là cái size bột medium nha, Christine sẽ không có đi dày quá vì cái khách của mình nó không muốn dày quá, nó chỉ là muốn cái medium size thôi. Không, mọi người thấy cái đầu móng nó đều ha, vì cái bột màu á, nên là bây giờ mọi người có dễ thấy không? Đó, dễ thấy ha. Đó, mình chỉnh lại cho nó thật là ngay, cho nó đều đã, sau đó mình sẽ dụa phiếu đi cô nha. Không có cái gì gọi là có không thể. Đó, mình từ từ là mình sẽ quen nha. Hai Nguyễn Lê, bây giờ là Christine sẽ dũa nha, để dũa thật là nhanh. Hai Vũ Phạm, bây giờ Christine sẽ chạy sơ cái thứ đi cô thôi, vì cái mặt móng mà Christine đắp bột nó mịn rồi nên là Christine sẽ không có động gì tới cái mặt móng của Christine hết. Đó, Christine sẽ dụ cái phần thứ đi cô cho nó rời, không có dính da nữa, và dụ một chút xíu cho nó nằm xuống thôi ha. Christine sẽ đi cái phần dưới trước ha. Đó, phần dưới là nó hơi dính bột một chút xíu, Christine sẽ clean nha, clean một chút xíu thôi vì nó cũng không có dính nhiều bột, mình cũng không có cần dụ nhiều. Ha, thank you chị Hà Trần nha. Đây là coffin ha, cái shape coffin. Đó, bây giờ là Christine sẽ dụ cái khí cô sơ thôi ha, dụ cho nó tắt rời hẳn với cái da của mình. Christine sẽ không có dụ mặt móng nha, vì mặt móng nó rất là láng rồi, mình không có cần dụa nữa. Christine làm nail lâu rồi nha, nhưng mà cái thời gian cho cái làm bột full set như vậy thì nó rất là ít. Đó, chủ yếu là hồi xưa là Christine làm tay chân nước, boxing nhiều, không có làm bột nhiều. Nhưng mà cái thời gian nó không có quan trọng ha, quan trọng là mình kiên nhẫn và mình chịu khó và yêu nghề thì nó sẽ có được tất cả ha. Đó, Christine sẽ chỉnh lại chút xíu. Bây giờ cái shape của mình á, nó là xong rồi ha. Rồi mình sẽ qua bên kia vì bây giờ nó khô rồi, khi mà mình gõ như vậy á là nó nghe tấp tấp là nó đã khô. Bên này cũng vậy ha, mình sẽ đi thật là nhẹ nhàng thôi, không có cần dụ nhiều vì khi mà mình đắp bột á nó không có bị mất shape và không có bị gồ ghề cái mặt móng, nên mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Vì từ bắt đầu cái step đầu tiên là mình đã tiết kiệm thời gian đúng không?
Nên là đến những cái step sau á là mình càng tiết kiệm được rất là nhiều thời gian hơn nữa. Đó, mình sẽ đi từ từ ha, nhẹ nhàng thôi, mình sẽ không vội, nên là mình sẽ không bị mất sức ở cái giai đoạn nào hết. Hai lady, hai Vivian Nguyễn, hai chị. Đó, bên này mình cũng vậy ha. Khi mà mình đi xong á, mình sẽ xem lại cho nó có đẹp chưa. Đó, sau đó mình sẽ dựa lại cái đầu móng của mình nha. Mình sẽ đưa ngược như vậy nè. Nhưng mà mình phải cho cái móng tay của khách thật là ngay nha. Như vậy mình mới dụ được cái đầu móng cho nó ngay. Mình dụ nhẹ thôi nha. Mình chỉ là dụ cho nó bằng thôi. Mình không phải là, nếu mà mình dụ mạnh quá là hạ nó sẽ bị ngắn đó. Đó, ngón dài ngón ngắn. Nên là mình chỉ là dụ sao cho nó bằng cái đầu móng thôi là được. Thank you nha, thank you anh Huỳnh Tuấn. Thank you các bạn nhiều lắm. Hai Hạnh Lê, hai em Giang, Giang Lê, hai Bảo Trân. Bây giờ là mình sẽ xem nó đều chưa ha. Đó, mình sẽ cho những cái ngón này nó đối xứng với nhau. Nếu mà nó đều là mình bắt đầu mình dũa thôi ha. Đó, phần dưới nè, các bạn thấy dưới tiếp không? Màu rất là đẹp nha. Da màu rất là đẹp, nó giống như cái ombre vậy đó, thấy không? Đó, phần dưới móng á là mình thấy cái màu này, phần dưới là móng là mình thấy da giống ombre đúng không? Rất là dễ thương nha. Đúng không? Ở trên đó thì nó là một màu. Ở phần dưới đối với cái màu này là mình thấy nó ombre nè. Đó, các bạn thấy nó ombre không? Nó cũng là một cái kiểu design. Đó, một người khách như vậy nó rất là thích ở trong đậm và ở đầu móng là nó lợt, phải không? Mình thấy nó ombre nè. Mình dụa dưới là mình sẽ dụa lại trên này chút xíu ha. Bây giờ là mình sẽ, không, cái cuticle của mình nó không, nó vừa tới thôi nên là mình cũng không có sợ là sẽ cắt da khách nè, mình chỉ cần chạy sơ thôi. Cuticle của mình tròn là được, mặt móng mình không có cần dũa. Đây ha, cuticle của mình rất là sát và nó đã tròn sẵn rồi, mình chỉ cần dụa sơ thôi. Và nó cũng không có dài nên đó là mình rất là dễ dụa ha. Thank you.
vỏ. Dai phúc trừng. Bây giờ là Christine đã xong ha. Và Christine sẽ không có cần buffer ha. Nhưng mà khi mà mình sơn treo nó vẫn rất là last long. Đó, Christine sẽ phủi sạch thôi. Đó. Sẽ không có buffer nha. Vì cái mặt móng của mình cũng mịn rồi nên là Christine sẽ không có cần buffer nhiều. Không có cần buffer. Đó, mình sẽ chỉnh lại cái shape của mình một chút xíu. Sau đó mình sẽ sơn top nha. Nếu mà mình vẫn thích buffer thì mình cứ buffer nha. Okay, right now we do the top signing. Okay, hi Tammy. Đó, mình sẽ phủi sạch bằng cái tờ giấy nè, phủi sạch cái lớp bột ha. Có, sau đó là Christine sẽ cho cái top của mình vào top just nail nha. Đó, các bạn xem cái độ bóng nó như thế nào nha. Bọc đầu móng nè, mình sơn một lớp thật là mỏng thôi. Đó, các bạn thấy nó rất là bóng không? Hai bé yêu, hai mình sẽ sơn cho cái đi cột của mình tròn. Ờ, chị ơi coi cái sổ giùm em nha. Tại ngày mai cũng full appointment á. Chị coi giùm em cái sổ coi có không. Đó, cả nhà thấy nó bóng không? Đây là top của Just Nail nha. Bây giờ đang sale ở trong shop online Just Nail á. Các bạn vào order nha. Không cần chùi, cái top này là mình không có cần chùi nha. Đó, vì cái độ top này á, nó không có lỏng quá mà nó cũng không có đặc quá. Nên là đến khi mà mình sơn á, mình cũng không có lo là nó sẽ bị mất shape nhiều. Đúng không? Mình không cần chùi sơ cũng được nữa. Không? Đây, ok. Yeah, inside. Mình sẽ để vào máy. À, lịch nguyện, đúng rồi, Just Nail. Có thể là một tuần sau nữa sẽ có bột lại nha. Một hai tuần sau nữa sẽ có bột lại nha. Nên khi nào có bột lại là Christine sẽ thông báo cho mọi người nha, trong những cái like. Và tháng 3 là Just Nail sẽ có một lớp ở Phoenix nha, Arizona. Bạn nào Arizona muốn đăng ký thì inbox những cái thành viên có trong Just Nail nha. Hoặc là nhắn tin cho Christine hoặc cũng được. Chị ơi nhớ khoanh tròn cái giờ cho em nha. Tomorrow. Not today no more. Close. Hi, Rumi Kim. Mình sẽ vuốt nhẹ nha. Đây, top Just Nail rất là bóng. Top coat không có cần chùi nha. Ok, inside. Mình sẽ xài tới cái giọt cuối cùng và nó cũng không có bị hột nha. Bây giờ Christine sẽ cho cái dầu nè. Dầu vào cái da khách.
top này là mình không có cần chùi nha, là nó đã khô one more time. Đó, mình sẽ cho cái top khi mà cho vào máy á, là mình sẽ cho nó là 1 phút nha. Đây, mình đã xong cái nail của mình ha. Đó. Để Christine xong hai bên sẽ cho mọi người thấy nó bóng cỡ nào. Anh chị nào không qua là không có đi thì mình có thể tham gia cái show của Chắc Nail nha. Đó, mình tới giao lưu. Mình tới giao lưu được mà. Đúng không? Cái show học design hả? À, hiện tại cũng design trong cái lớp học cũng có nha. À, mình có học mobile nè. Mình có học cắt bột nè, 3D. Bây giờ là Christine sẽ cho học design được nha. Học design được, cứ nhắn tin cho Christine nha. Mình sẽ cần thời gian nhiều hơn. Hey, I do the picture. You touch my nail. Khách nó đụng vô ha, và Christine chùi lại cái dầu nó vào cái mặt móng. Mình sẽ chùi sơ lại ha. Bây giờ là Christine sẽ cho mọi người thấy ha, cái top của mình nó bóng nè. Khi mà cái top của mình á, mình chùi như vậy nó vẫn có cái độ bóng nha, thấy không? Đây ha, là cái nail của Christine đã hoàn chỉnh. Hai Bình Nguyễn nha. Bây giờ là Christine sẽ show cho mọi người thấy cái màu của mình xong ha, màu của Just Nail và cái top của Just Nail màu số 37 nè. Ok, here, just relax. Like this, ok. Đó, bây giờ Christine sẽ cho cả nhà thấy ha. Cái nail của mình nó bóng nè. Đây là cái màu số 37 ha. Và Christine sử dụng cái màu có của Just Nail. Ok, chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Ngày mai trời lại sáng và mình tiếp tục đi vũ nail. Ok, bye bye cả nhà nha. Thank you.